Chào các bác nha. Công việc của anh em mình hôm nay là đi chữa một ca B bị tiêu chảy. Ca này thì đơn giản thôi. Thông thường tiêu chảy trên con B này do hai nguyên nhân chính là do cầu trùng hoặc do E. coli thương hàn. Trường hợp này mình đã nhận định nó tiêu chảy thông thường và mình đã cho tiêm Enzo điều trị 3 ngày là khỏi. Chủ trại có nuôi mấy đàn heo nhưng đàn nào cũng có một vài con bị còi cọc, chậm lớn, đến khi bám thì không xuất bám được và phải nuôi thêm. Qua quan sát bên ngoài, mình nhận định con này đã bị psycho. Đối với bệnh psycho có các biểu hiện như sau. Thứ nhất là heo có biểu hiện còi lại so với các con cùng đàn. Thường các bác thấy rõ nhất là giai đoạn sau cai sữa 2 tuần, heo ăn uống tốt, không thấy bệnh tật nhưng không thấy lớn mấy. Thứ hai là hội chứng viêm da, viêm thận. Những con heo con còi bị nhiễm psycho đấy có biểu hiện là nổi các nốt mụn mẩn đỏ trên da và các mụn này không có mủ. Thường các bác hay phân biệt nhầm với bệnh viêm da hoặc là do mũi đốt. Thường đối với bệnh viêm da thì heo có biểu hiện là sẽ ngứa và hay cọ mình vào tường và tỷ lệ lây lan giữa con trong đàn rất là nhanh. Hoặc là do mũi đốt thì không thể bị một con như vậy mà sẽ bị nhiều con trong đàn. Thứ ba là thể hiện dạng giống như viêm phổi. Thường bệnh này khi các bác dùng thuốc để trộn cho heo ăn thì không thấy triệu chứng ho xuất hiện nữa, nhưng một khi dừng sử dụng thuốc thì triệu chứng ho sẽ tiếp tục tái diễn. Ở đây khi các bác dùng thuốc vào hỗ trợ, nó chỉ phong tỏa phần nào đó tình trạng của bệnh. Khi dừng thuốc nó sẽ phát trở lại. Vì vậy để phòng tránh bệnh psycho trên heo, các bác nên tiêm phòng vaccine psycho vào giai đoạn heo được 21 đến 28 ngày tuổi. Đồng thời các bác phải giữ chuồng trại khô ráo, thoáng mát và luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Khi heo mắc bệnh psycho muốn chữa trị thì ta nên kết hợp giữa tiêm và trộn thuốc cho ăn. Ở đây mình sẽ sử dụng hai loại thuốc là Ceftifur và Samglucan để tiêm cho heo. Cụ thể liều lượng tiêm Ceftifur là 1ml trên 16kg thể trọng và liều lượng của Samglucan là 1ml trên 15 đến 20kg thể trọng. Để điều trị, ta dùng đồng thời cả hai loại thuốc và tiêm bắp liên tục từ 3 đến 5 ngày. Loại thuốc trộn mình dùng để sử dụng là bổ gan thận và Samglucan C giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục cho con heo. Cảm ơn các anh em nha. Ai giờ là nhiều lợn thế bác nhỏ? Đang mới về, con đang mất rồi. 50 con á? 50 con rồi. Đang mất rồi. Ui ui, lãi to à? Đang mất kìa. Anh cứ mới bán này. Thế còn 2 triệu. Bây giờ được 1,5 triệu. Chỉ đấy, 1 triệu. Nhưng mà lúc giá bao nhiêu hả? Giá bao nhiêu hả? 70. Thế là 1 triệu rưỡi một con. Giống bá mua hay là giống bá... Anh mới bắt mình từ ngoại chị. Bao tiền một con hả? Triệu hai. Bán nuôi mấy tháng bà? Nó gần 4 tháng, 3 hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng. Ăn mỗi con hết bao nhiêu bao cám à? 6 bao hay 7 bao? 7 bao kìa. Chả biết xin mấy bà, anh 6 thì bà không biết rồi đấy, bà chỉ ở nhà cho ăn phụ thôi. Đấy anh lấy gì? Cái bò bên nhà bà kìa còn ngon. Đây, đi vào đây, đi. Được đấy nhỉ? Đầu năm được kiếm. Cuối tiền rồi. Con này để nuôi nái à bà? Rồi ok, đây bỏ về được mấy tháng rồi bà ơi? Hơn 4 tháng à? Đâu phân nó như nào bà? Để té re luôn à? Đâu phân? Phân bá dọn rồi à? Phân bá dọn rồi à? Phân bá dọn rồi à? Phân vẫn là nước. Nước à? Đâu? Đây đoạn này đây à? Nước này bẩn 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 quét này, nó cứ vàng vàng đấy, đấy. Đồ ok. Đây, nó vẫn khỏe. Nó ăn vẫn khỏe nhưng mà cái là bao sợ nó thêm mấy nào nó phải tiêm đi. Để tiêm, mang lại em rồi. Tiêm. Tiêm mà. Bá giữ nó mổ rồi mà bá nó mổ lấy mà. Dễ mà con này đơn giản. Ờ. Rồi. Thế thì lúc chị gọi mà xong bá lại gọi cho bố. Thấy chưa? Tiêm thì thông thường những ca này nó mắc vấn đề gì? Nó có thể thương hàn E. coli nhỏ này. Những cái bị cầu trùng. Có thể ghép zoom phần này. Nó không mới đi, bây giờ nó bị dính thì bà gọi ngày này. Gọi ngày. Ca này mình dùng Enzo điều trị. Enzo này có 1 C 15-20 cân. Con này tiêm khoảng 1 tạ tiêm 10 C. Tiếp 10 C. Có ngoài nhà bà cứ đứng gãy gãy là đứng mà. Cháu vào cầm cái. Đây, cho buộc giữ cái tiêm được ngay mà. Có phải lấy chặt nữa không? Không cần đâu ạ. Tiêm đơn giản thôi. Bà là.
Đây, tiêm bên này, hãy tiêm bên này, tiêm bên này. Được. 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 Ở đây mình dùng Enzo các bác nhé. Cái này thì đặc trị tiêu chảy, E. coli thương hàn ở trên con gia súc, lợn, bò, tiêm được hết các bác nhé. 1C là 10 cân con nhỏ, còn con lớn là 1C 15-20 cân. Tiêm cầm tiêu chảy cực kỳ tốt. Bò tiêm này đơn giản mà. Để chứ trường hợp cầu trùng thì sử dụng thêm thuốc cầu trùng thôi. Còn những trường hợp tiêu chảy thông thường này dùng Enzo là khỏi. Tiêu chảy quá này dùng thêm atropin nữa. Cái con kia là lâu chưa bác? Con nào? Con già nhỉ? Con nào mới mấy hôm nay? Tầm 3-4 hôm nay rồi. Cái đấy bà tiên thì chưa? Cái đấy thì anh thì bà không biết rồi, bà chỉ có nhà cho ăn, còn có lúc bây giờ thì bà bảo thôi. Vâng. Cái đấy bà không biết rồi. Đôi khi cái kiểu hội chứng quầy cọc con lợn thì nó gây ra kiểu bệnh psycho ấy. Nên sau những con thì nó chuột đi so cái đàn ở trong cùng nữa ở nó ấy. Ví dụ bắt về tầm độ 10 cân hết với nhau, nhưng sau tự nhiên có 1-2 con chuột chuột. Ví dụ kiểu dạng quần cọc ấy, sau gây sữa. Cái đàn này nha, đầu nhà nó bị 5 con. Cái đàn này 5 con xong bắt đầu bắt thì nó bắn con trước, bắt con trước nó bảo đây. Nó bị đỏ, nó bị sợ chính bệnh gì nó bắt. Xong anh để lại nuôi lại, nhưng mà nó bắt hết đấy. Cái con này bị dạng như sai cô ấy, cái hội chứng quầy cọc ấy. Nói chung là bắt hai không đàn được. Không phải một đàn cháu ạ, hai đàn. Đàn lớn là bé. Cái đàn này chứ bảo nó bị đả, cái bảo nó bị đó cũng có sang nuôi lại. Nuôi nuôi là dạng luôn, luôn. Chúng ra dùng vào, đứng ở góc đấy không cái này có vấn đề nhỉ? Vấn đề. Sau cái đàn trong lứa nó thì nó còi, cọc ra. Nó bị còi lại đúng không? Còi lại. Còi lại kiểu như bị psycho. Psycho cũng là gây hiện tượng bọt chọc, viêm da. Bị hiện psycho đấy. Thì thông thường một đàn như này thì nó sẽ khoảng mấy con nó bị psycho này. Ví dụ một đàn thì ví dụ đề kháng con nào nó yếu kém thì nó khả năng ví dụ chưa tiêm phòng vaccine hay tiêm phòng không đảm bảo thì nó dễ bị. Thông thường thì đi khoảng tầm một đàn nó bị 1 đến 2 con. 2 con chuột hẳn so với đàn, cái da nó nốt nốt đều đều với nhau. Nó không bị hết nhưng mà kiểu gì bị cũng gây thiệt hại. Đáng nhẽ con này tính lãi 1 triệu rưỡi một con này có khi còn lỗ nhỉ? Lỗ bởi vì ăn lâu lớn. Ăn nó không lớn, như tiền giống để kéo dài thời gian nuôi. Đến thời gian bán được con này có bán được đâu, lại nuôi thêm. Mà nuôi thêm nó cũng có lớn được đâu. Nuôi nó chỉ đến giai đoạn nhất định của nó không dừng lại. Thông thường vaccine psycho thì mình sẽ cho tiêm ở giai đoạn nào? Psycho mình có thể tiêm 14 ngày hay 21 ngày. Tiêm cho mẹ. Con kia nó bị uống rố này. Sao gì đấy? Ok.